Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah như thế nào? Quân đội Israel theo dõi Nasrallah suốt nhiều tháng, lên phương án và quyết định tập kích hạ sát thủ lĩnh của Hezbollah ở Liban khi thời cơ đến. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, ngày 28 tháng 9 thông báo thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị hạ trong đợt tập kích một ngày trước đó vào thành trì nhóm vũ trang ở khu Haniel, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban. Đòn tập kích nhằm vào một bong ke kiên cố nằm sâu hơn 18 mét dưới lòng đất. Ông Nasrallah cùng các chỉ huy Hezbollah tập trung tại đây để họp bàn về chiến lược đối phó Israel, theo Wall Street Journal. Báo pháp Le Parisien dẫn nguồn tin an ninh Liban nói một điệp viên người Iran sâu trong hàng ngũ Hezbollah đã báo tin cho giới chức Israel về cuộc họp. Tehran chưa lên tiếng về thông tin này. Chúng tôi có tin tình báo theo thời gian thực về một cơ hội tác chiến cho phép chúng tôi thực hiện đòn tấn công, phát ngôn viên IDF Nadav Sosani nói. Quân đội Israel sau đó trút gần 80 tấn bom xuống vị trí mục tiêu, trong đó có 85 bom phá hầm chuyên đối phó kiến trúc trong lòng đất. Loạt đòn này có thể xuyên qua 30 mét đất hoặc 6 mét bê tông kiên cố. Mỗi quả bom phá hầm nặng khoảng 900 đến 1.800 kg. Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều được thực hiện chính xác, không có sai sót, cả về tình báo lẫn tác chiến. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chỉ huy phi đội số 69 của Không quân Israel, IAF, nói với Times of Israel. Các nguồn thạo tin cho biết Israel bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch ngày 27 tháng 9 từ nhiều tháng trước. IDF xác định cách để xuyên phá bong ke ngầm là thực hiện hàng loạt vụ nổ được căn thời gian, vụ nổ trước sẽ mở đường cho vụ nổ tiếp theo. Kênh Channel 12 của Israel đưa tin kế hoạch hạ sát Nasrallah được thiết lập hôm 23 tháng 9 và đưa ra thảo luận hôm 25 tháng 9. Tại cuộc họp đầu tiên với tư lệnh IDF Herzi Halevi, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Mossad David Banya, giám đốc cơ quan an ninh nội địa Sinbad Ronen Ba và bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant đều nhất trí ủng hộ kế hoạch. Một số bộ trưởng Israel phản đối, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich. Ông Smotrich và Bộ trưởng Hợp tác khu vực David Amsalem lo ngại động thái sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch của IDF đang diễn ra ở Gaza. Nội các Israel sau cùng bật đèn xanh cho kế hoạch vào tối 26 tháng 9. Ngày 27 tháng 9, ông Halevi trao đổi với ông Gallant. Chúng tôi đã có những gì cần thiết và có thể triển khai chiến dịch. Chúng tôi biết Nasrallah đang ở trong bong ke đó, ông Halevi nói. Ông Gallant và ông Halevi gọi điện cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Lãnh đạo Israel khi đó đang ở New York, chuẩn bị phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai quan chức quốc phòng khuyến nghị ông Netanyahu cho phép thực hiện chiến dịch và được chấp thuận. Loạt tiêm kích F-15I của phi đội số 69 xuất kích từ căn cứ Hazerim, miền nam Israel. Nửa số phi công tham gia chiến dịch là lực lượng dự bị. Khi mặt trời dần hạ xuống ở Trung Đông ngày 27 tháng 9, các phi cơ IAF thả bom. Khoảng 18 giờ 30 phút, loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô của Liban. Chúng tôi tập kích vào Beirut, vào Daniel. Chúng tôi biết mình nhắm mục tiêu vào ai, chỉ huy phi đội 69 nói. Chuẩn tướng Amichai Levin, chỉ huy căn cứ Hazerim, thêm rằng nhiệm vụ rất phức tạp này đã được lên kế hoạch từ lâu. Không có tên lửa nào nhắm vào các phi cơ trong chiến dịch. Phi đội không gặp nguy hiểm, ông cho biết. Hàng chục quả đạn đánh trúng mục tiêu trong vài giây với độ chính xác cao, yếu tố cần thiết khi nhắm vào những khu vực ngầm ở sâu như vậy. Văn phòng Thủ tướng Israel đã công bố ảnh ông Netanyahu nghe điện thoại ở New York, bật đèn xanh cho đòn tập kích. Một quan chức Mỹ ngày 27 tháng 9 cho biết Washington chỉ được thông báo sau khi tiêm kích Israel đã xuất kích và chiến dịch đang diễn ra. Nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden phẫn nộ, bởi Mỹ những ngày trước đó đang nỗ lực để tái khởi động đàm phán hướng đến một lệnh ngừng bắn ở Liban và Gaza. Mỹ và Pháp đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn trong 21 ngày, nhưng ông Netanyahu bác bỏ. Mỹ cảm thấy như bị lừa dối, Channel 12 mô tả. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gallant ngày 27 tháng 9. Đòn tập kích Beirut tái hiện một vấn đề then chốt ở Gaza. Israel sẵn sàng sử dụng bom uy lực để đạt mục đích quân sự, như hạ chỉ huy Hamas và Hezbollah ngay tại những khu vực đô thị, bất chấp nguy cơ gây thương vong cho dân thường. Israel hồi tháng 7 được cho là đã thả 8 quả bom 900 kg xuống Khan Yunis, miền nam Gaza để hạ Mohammed Dif, chỉ huy cánh vũ trang Hamas. Điều Israel muốn thể hiện là họ thực sự nghiêm túc trong việc chặn mối đe dọa dai dẳng từ Hezbollah và sẵn sàng chịu rủi ro lớn để thực hiện. Cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông Joseph Votel nhận định. Uy lực đòn đánh được tính toán để đảm bảo họ có cơ hội thành công cao nhất trong nỗ lực hạ Nasrallah.
sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ chiến tranh tổng lực ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Liban và Gaza. Mới đây, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cho phép quân đội nước này tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông với các khả năng hỗ trợ phòng thủ của không quân và đặt các lực lượng khác vào trạng thái sẵn sàng cao hơn. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder ra tuyên bố cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tăng cường khả năng sẵn sàng triển khai thêm các lực lượng Mỹ, nâng cao khả năng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ. Theo Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người Mỹ nếu Iran, các đối tác hoặc các lực lượng thân Iran lợi dụng thời điểm này để nhắm vào quân nhân hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, cuộc chiến tranh tổng lực này với Hezbollah hoặc Iran sẽ không thể giúp Israel đưa người dân ở miền Bắc nước này trở về an toàn. Ông Kirby cũng tiết lộ Mỹ đang tiếp tục đàm phán với Israel về những bước đi đúng đắn tiếp theo ở Liban, đồng thời nói rằng Mỹ phải chuẩn bị cho khả năng Iran trả đũa Israel vì các cuộc không kích vào Hezbollah. Chúng tôi tin rằng có những cách tốt hơn để đưa những công dân ở phía bắc Israel trở về nhà an toàn, sau đó mở một mặt trận thứ hai tại biên giới Israel với Liban để chống lại Hezbollah. Chúng tôi vẫn tin rằng có thể có thời gian cho một giải pháp ngoại giao ở đây và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng cuộc xung đột này sẽ không lan rộng và leo thang hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng duy trì lực lượng quân sự mạnh mẽ của mình trong khu vực và cố gắng tìm ra giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đang cố gắng làm việc với các đồng minh và đối tác trên khắp khu vực để xem liệu rằng chúng tôi có thể ngăn chặn cuộc xung đột này leo thang hay không. Các chuyên gia quân sự cho rằng nếu không được kiểm soát tốt, rất dễ có khả năng một chiến dịch trên bộ sắp tới của Israel nhằm vào Liban, dù có giới hạn cũng sẽ lặp lại kịch bản chiến tranh cách đây 18 năm. Theo một nguồn tin, quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ cho đài ABC News, Israel đang chuẩn bị có một chiến dịch trên bộ có giới hạn vào Liban. Mặc dù vẫn chưa biết rõ liệu Israel có mạo hiểm thực hiện một chiến dịch trên bộ nhằm vào lãnh thổ Liban hay không, song các chuyên gia quân sự đều cảnh báo kế hoạch này có thể vượt ra ngoài quy mô mà Israel dự tính nếu không được kiểm soát tốt. Theo bà Jasmine Engelman, cựu cố vấn về các vấn đề Trung Đông của Nhà Trắng, bài học chiến tranh năm 2006 đã chứng minh mọi chuyện rất khó để kiểm soát nếu một khi chiến dịch trên bộ diễn ra. Vào thời điểm đó, Israel cũng thông báo là cuộc chiến với Hezbollah sẽ kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài hơn một tháng và để lại hậu quả nghiêm trọng hơn Israel đã lường trước. Rõ ràng hiện tại, quân đội Israel đã được huấn luyện tốt hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn từ những bài học trong cuộc chiến năm 2006. Tuy nhiên, theo bà Jasmine, mọi thứ đều có thể xảy ra khi giờ không ai có thể biết được phản ứng của Hezbollah sẽ như thế nào hoặc lực lượng của họ đã mạnh tới đâu. Quân đội Israel chỉ có thể nắm rõ được tình hình khi thực sự ở trên đất Liban và lúc đó thì đã quá muộn để có thể thay đổi kế hoạch. Khi được hỏi lực lượng tham gia chiến dịch trên bộ của Israel có thể làm thêm nhiệm vụ gì tại Liban khi mà nước này đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, kho vũ khí và loại bỏ được phần lớn ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, chuyên gia quân sự Cedric Layton, một thượng tá đã về hưu cho biết một trong những ưu tiên của một chiến dịch trên bộ là giành lấy một phần lãnh thổ và duy trì kiểm soát. Các cuộc không kích trên không dùng để làm suy yếu các mục tiêu vị trí của Hezbollah, sau đó lực lượng trên mặt đất tiến vào và sẽ đánh giá cụ thể các mục tiêu đó bị thiệt hại đến mức nào. Nếu nhận thấy chưa đủ, quân đội Israel sẽ tiếp tục phá hủy kho vũ khí cho đến khi Hezbollah không đủ khả năng thực hiện một cuộc phản công vào miền Bắc Israel. Khả năng về một chiến dịch trên bộ của Israel được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gây áp lực mạnh mẽ lên việc tạm dừng giao tranh. Tổng thống Joe Biden cảnh báo cần phải tránh chiến tranh toàn diện trong khu vực.